Rồi hello tất cả mọi người luôn nha. Và hôm nay em sẽ trước tiên là mua ủng hộ bé rồi. Và em có thấy bà ngoại bán bún thịt xào hả ngoại? Bà ngoại bán bún thịt xào đi lâu chưa? Mấy năm rồi. Mấy năm rồi hả? Ngoại bán giá sao ngoại? 25.000. 25.000 một tô nha. Và vừa có giải giò, vừa có thịt xào nha mọi người, rất là ngon luôn. Có mớ hành nè, rau giá đồ đầy đủ hết đó. Ai muốn ăn cái gì ăn, hồi nãy em với bạn em ăn 3 tô rồi, rất là ngon luôn mọi người ơi. Nước mắm làm cũng rất là ngon nha. Mọi người có đi ngang qua đường 32 Trần Nhân Tôn đó, phường 2 quận 10 thì mọi người ủng hộ bé Thơm, người sẵn ủng hộ ngoại luôn nha. Để mà ngoại có đồng ra đồng vô để ngoại đi chợ búa rồi đó. Ngoại ngoại nhiêu tuổi hả ngoại? 70 tuổi nha mọi người, 70 tuổi mà vẫn buôn bán đó mọi người thấy không? Một ngày ngoại bán khoảng bao nhiêu tô? Có mấy chục tô à? Mấy chục tô, mấy chục tô đó. Bởi vậy những anh chị em bạn bè nào mà mình có đi chợ hay là đi đâu mà đi ngang đó, mình mua ủng hộ ngoại nha. Có 25.000 một phần thôi nha mọi người. Ngoại làm cho con hai hộp đi. Mua ủng hộ ngoại đi nha. Làm hai hộp đi cho gì luôn. Mấy bữa nay bán đỡ không ngoại? Đỡ con. Còn con cháu ngoại đâu có phụ không? Không, có mình ngoại bán. Dạ. Không có ai phụ hết. Bán rồi lát rồi em vô. Dạ. Nói là dọn vô mình luôn. Mấy giờ ngoại dọn? 4 giờ rưỡi ra. 4 giờ rưỡi. Bán tới 9 giờ, 9 giờ mấy à. Rồi. Đó mọi người, ai chưa ăn uống gì hay là ai có đi làm hay là đi học đó, những anh sinh viên là đó, mình có đi làm hoặc đi học, mình chạy ngang qua đường 32 Trần Nhân Tôn đó, phường 2 quận 10 thì mình tấp vô xe bún mình ủng hộ ngoại nha. Kế bên cô bé bán thơm đó mọi người ơi, kế bên cậu bé bán thơm đó, mình thẳng mình ủng hộ ngoại luôn, để mà ngoại bán hết sớm, ngoại nghỉ sớm nha mọi người. Bún có giá bún là mà. Có tiền bún đâu ngoại. Dạ ngoại bệnh hả? Không có để vậy đó con, cảm rồi đó. Dạ đúng rồi. Rồi đi bệnh viện lấy thuốc rồi. Rồi vô mùa mưa nữa. Rất là cực luôn, buôn bán rất là cực. Em sợ nhất là mùa mưa, tại con cũng bán cái nhân viên nè ngoại. Vậy hả? Dạ. Cũng hên là con bán ở đâu? Con bán ở Trần Hưng Đạo của ngoại. Dạ. Đối diện bệnh viện Vĩnh Thịnh đó. À vậy hả? Con bán chậm thì con mở cái livestream lên rồi con kêu bạn bè con ủng hộ. Rồi trên mạng cũng con ủng hộ con, ngày nào cũng hết hết đó. Dạ. Không hết sớm thì hết trễ. Của con nhiêu ngoại? Của con 50. Mua 2 phần 4 về cho chị nha. Nhiều 2 phần nhiêu? 50 rồi. Nè con gửi ngoài 50 uống cà phê đi nha. Trời ơi. Vui vẻ con vô lì xì ngoại đi. Dạ. Lì xì ngoại lấy hơn rồi, con chúc cho ngoại sức khỏe nha. Ngày nào cũng bán hết sớm, ăn bây giờ mình nghỉ sớm cho ngoại nha. Rồi cảm ơn con. Dạ không có gì. Rồi. Cảm ơn con okay, nhiều nha. Ok ok ngoại. Con đi cho ngoại nha. Dạ. Đó mọi người, ai ăn bún thì mọi người hãy ủng hộ ngoại nha. Giá bún là với 25.000 một phần thôi. Hôm qua cũng có anh chú Colomen mua ủng hộ nữa nè mọi người. Đó cho nên mọi người thương em cũng như thương bà ngoại thì mọi người lại ủng hộ bún bà ngoại nha. 25.000 một phần nha mọi người. Có thịt xào nè, có bún chả giò nè. Đầy đủ hết. Không có thiếu gì, có đậu phộng nè, làm rất là ngon nha. Hồi nãy em ăn là em với bạn em ăn là 3 phần rồi đó. Và mua 2 phần đem về đó mà cho người nhà em ăn nha. Bye bye.